Xin chào tất cả cái này. Hôm nay lại tiếp tục giao đi cặp lồng Lada mẫu số 01. Hôm nay vị khách này chọn đúng luôn một cặp là dù có chân hường vừa chứ có chân chạm để làm video cho tất cả cái này, cho cái chủ đề của ngày hôm nay. Đây là lồng tràng lồng Lada mẫu số 01 như tất cả cái này. Đây là chân thường, là chân không có chạm đầu lăn, còn chân chạm này chân này là chân làm bằng gỗ gõ đỏ chạm đầu lăn như tất cả cái này. Thì chân thường nó sẽ rẻ tiền hơn chân chạm, còn phần còn lại thì kết cấu y hệt nhau thôi như tất cả cái này, chất lượng độ cứng y hệt nhau. Đó, đây là cái đơn hàng của vị khách ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Cái này khách họ đặt cọc trước 50.000, chúng tôi có ghi chú ở đây này. Còn những cái này là số điện thoại của khách thì tôi xin dán lại để cho nó bảo quản quyền riêng tư hay tất cả các anh em ha. Cái mẫu số 01 thì cái mẫu chân thường này là khách họ chọn mua nhiều nhất, bởi vì cái giá cả khá chi là hợp lý, và cái điều thứ hai nữa là coi như là cái chất lượng nó rất là tốt nha tất cả cái này. Riêng cái mẫu này nếu mà chúng ta nuôi thì tầm mười mấy 20 năm không ăn thua gì nó đâu. Lồng nang tre gai Bali nè, nang tròn nè anh em thấy, nang tre gai thì đặc tính của nó có những cái mắt như thế này nhưng mà làm rất là liền, anh em cứ chà tay thoải mái không bao giờ lo sóc hết. Cái phần xử lý nang này họ làm rất là chuyên nghiệp rồi. Đó, cũng như là cái phần khoan lỗ họ làm rất là chuyên nghiệp rồi. Lồng thì sẽ tặng kèm cho anh em cống ăn và nước uống. Đây, ở hai vị trí này sẽ có hai cái cống nhựa để cho ta tặng kèm cho tất cả các anh em. Đó, thì đây là cái mẫu chân chạm. Chân chạm thì đây là cái đầu con lăn. Đó, thì ở chỗ shop nếu mà anh em mua một cái thì anh em khỏi cần đặt cọc, anh em mua hai cái thì anh em đặt cọc trước là 50.000. Đó, còn anh em muốn đặt cọc 100.000 như vậy khách nào hôm qua cũng vậy, mua hai cái đặt cọc trước 100.000 thì chúng tôi cũng nhận 100.000 thôi. Anh em muốn đặt bao nhiêu tùy ý, anh em có thể đặt bằng cạc điện thoại, anh em có thể đặt bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, chúng tôi đều nhận hết cho tất cả các anh em. Còn anh em nào muốn mua hai cái mà không muốn đặt cọc thì anh em vui lòng đừng điện đến số điện thoại để làm gì, để nó tốn thời gian của tất cả các anh em mà không giải quyết được vấn đề ha. Đó, bởi vì chúng tôi hàng ngày cũng tiếp nhiều cuộc điện thoại mà khách muốn mua cùng lúc 2-3 cái mà không muốn đặt cọc rồi cứ cự cãi qua lại, nó tốn thời gian vô cùng. Bởi vì trong những cái video này chúng tôi đã đăng tải những cái nội dung trước rồi, anh em mình thuận thì điện, không thuận thì mình không điện, như thế thì nó rất đỡ tốn thời gian của tất cả các anh em cũng như là tiền bạc điện thoại ha. Đó, thì đây là cái viền đôi nha tất cả các anh, viền đôi 2 cọng mây này. Ở trên đây cũng viền đôi nữa nè, cho nên là nó rất là chắc. Cái lồng này trước kia tôi có làm video cho tất cả các anh em làm ghế ngồi. Đó, hôm nay thì khách cũng chọn mua đến tặng 3 cái áo, về ở nhà khách còn nhiều lồng nữa chưa có áo, thì hôm nay khách mua 2 lồng và mua 3 cái áo lần này nha. Áo này khách chọn mua là áo thun trơn, không có dây kéo, loại này có loại có dây kéo nữa nha nè, thậm chí loại có dây mang nữa cho anh em mang đi rừng nữa. Đó, thì anh em thích thì cứ alo đến cho shop, giao hàng toàn quốc bằng đường bưu điện cho anh em kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền. Bất kỳ món hàng nào chỗ shop bán ra cho anh em đều giao kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền ha.